bảo là, mày đấy, thằng nó đang nhìn quanh xem là ai mà nói vậy, nhưng mà ui đồ ra vậy. À, nó có cái vòng bảo vệ mình không chặn được nó luôn. Rồi, có lẽ anh em đã thừa biết là gọi là đế chế Thẩm Du gọi là đã sụp đổ, cũng gần như là kiểu sụp đổ rồi. Mà thời đại hiện nay biết là gọi là đế chế gì nó đang lên ngôi không? Đó chính là cận chiến zombie. Những cái dòng súng cận chiến zombie dường như là không thể thiếu trong những cái chế độ zombie như này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vũ khí phải nói là huyền thoại, chắc chắn là huyền thoại. Mày qua đây luôn. Trời ơi, tao nhỏ mày mãi. Ui, mình xin. Dòng này thì có vẻ là sinh sau đẻ muộn hơn những cái như kiểu AK VIP này. Sinh sau đẻ muộn hơn một chút nhưng mà cái khả năng cận chiến của nó không thua kém gì đâu em ạ. Nào, mày ra đây. Ủa ơi, thôi thôi thôi, em đùa. Chứ nó có ai cả chú quỷ ra đây thì nó sao đỡ. Ủa ơi. Quả mình phải heo hay sao ấy. Sorry anh em, mình hơi quá khích tí. Bởi vì cái dòng này mình thấy bắn rất là ngon anh em ạ. Nhưng mà từ chúng ta phải sống sót qua mùa đông này đã. Thế này là hơi lạnh lẽo đây. Úi giời. Ui, chú quỷ nó vẫn đuổi mình kìa. Rồi xong 700 máu thôi. Thôi chị làm gì thì chị làm ra đây chị làm nốt đi chị ạ. Em bây giờ chả còn gì. Ui. Sao tự nhiên lag ấy. Em bây giờ chả còn gì nữa rồi. Tấm thân bây giờ. Úi giời. Thôi được rồi. À M434 nó M4343 đết đúng không? Cơ bản ở dòng này thì nó rất là cũng coi như là rất là lâu. Cơ bản là anh em mua bằng vàng đây nào cũng rất là dễ. Hầu hết thì ngày xưa thôi, ngày nay thì mình không chắc bởi vì súng cận chiến nó nhiều quá rồi nên là anh em có khi là không chơi thôi. Chứ ngày xưa thì hôm nay còn nhiều hơn cái Deathtroy anh em ạ. À không, mình nghĩ không nhiều bằng đâu bởi vì Deathtroy cũng dễ mua mà. Nó phải ngang ngang ấy, hai dòng này phải đi với nhau cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà đấy đấy là ngày xưa thôi. Thời bây giờ thì kể cả AK VIP nữa, kể cả AK VIP. Đây, anh em để ý trong phòng vẫn có người dùng bắn hết. AK VIP mình nghĩ còn dùng ít hơn. Ít người dùng hơn so với M4A4 này. Các bạn dòng này đều có khả năng cận chiến và có cái mình đặc biệt là thích cái giảm thanh của nó khi mà em đi săn zom cực kỳ là có ích. Kiểu mấy con zom chết trong này gọi là âm thầm và lặng lẽ không biết đâu không biết lý do vì gì mà nó chết đi, nên là đây là cái điểm mạnh của dòng M4 á mà đết này. Khả năng cận chiến thì nó cũng vừa tầm rồi gọi là tầm chung thôi, nó không thể bằng là shotgun FPV hay là Deathtroy được nhưng mà cơ bản thì cứ vào đầu một phát là héo. Cái dòng này thì thôi không không mình cũng không muốn nói gì nhiều lắm. Ủa, chúng ta phải thể hiện ấy cận chiến nhiều bạn. Rồi anh em xem thì đừng quên để lại một like và ủa à! Thôi mất huyết thanh rồi thế này là... sao sao dám cận chiến ta. Muốn mình tiếp tục với những vũ khí huyền thoại như thế này thì đừng quên like và comment nhé. Comment vũ khí tiếp theo mà anh em muốn mình chơi. Qua đây qua đây. Ui mình tưởng nó chạy đi cơ. Má con nó đây. Cái quả bom em viết để chặn dòng ngon thật cực kỳ luôn đấy. Đấy cho đứng đây này. Ok kia kia. Ấy nó khỏe nhờ. Cậu bom em viết nó chảy đam đau vãi ở trưởng ta. Sao mình vẫn chết ta. Rồi, nói chung mình cái khẩu này thì nó không khác gì khẩu M4A1 kìa em ạ. Nhưng mà được cái là nó lạ, nó khác cái là chỗ cuốn rẻ. Nhìn hơi bẩn bẩn tí nhưng mà... kể ra là đây cũng một cái gọi là họ hàng với M4A1. Ui. Đâu rồi? À, mình... Ủa, thôi, sai rồi. Heo mình một sao nhưng mà mình... Trêu người nó là sai lắm rồi này. Cứu em, cứu em. Ủa? Mày chết. Đó, rồi game mình giết được cái con phếu kia rồi. Thôi chạy đi. Giờ này các bạn ghê quá, vừa nãy heo mình có nhiều sao như thế mà bị vả chết. Nên là chúng ta phải cẩn thận. Đúng rồi, đuổi nó đi, đuổi nó đi. À may quá, hình như là nó cay thằng hero kia, nó đuổi, nó không đứa nào đuổi mình kìa. Đó. Ôi, đâu đấy, đâu đấy. Đâu đấy, à đây. Thôi, sâu sót. Cái lúc mà heo nhiều sao thì chết là nhăn răng ra, còn cái lúc mà một sao thì lại sống. Vô lý. Đã thật.
Rồi, chúng ta tiếp tục nhá, mình sẽ cố gắng cận chiến thật nhiều. Những cái dòng huyền thoại cận chiến này thì không thể tránh khỏi những việc mà anh em bị gọi là chúng nó cay cú được. Bởi vì anh em cận chiến nhiều là kiểu gì nó kiểu thoát ra xong rồi nó lại cầm hẳn Death Toy hay các thứ vào nó vả cho thì vớ vẩn là vớ mồm. Nhưng mà thôi, chúng ta cẩn thận chút. Ok. Sau đây cũng được cái tích hợp cả thay đạn nhanh này, giảm thanh này, khả năng cận chiến nó rất là ổn. Các bạn ở tính hiện thời hiện tại thì nó không yếu đi đâu, nó chả yếu đi gì cả, nhưng mà kiểu súng mới nó nhiều quá anh em ạ. Đợt gần đây thì bọn Khựa nó ra rất là nhiều loại vũ khí mà có khả năng cận chiến luôn ấy. Nên là mấy cái dòng súng cổ như này nó sẽ bị mất vị trí, mất chỗ đứng, mà cứng chứ đó. Ôi, ma không chết kìa. Phần đấy mình đập trúng rồi đi nha, không phải đập trượt đâu. Dòng này cận chiến nó không được cao lắm đâu nên là anh em căng rồi. Ui, nó nháy với đâu vậy? Nên là phải căng cận chiến chuẩn chuẩn một chút. Ui, đấy, đấy, đấy. Bây giờ mình mới để ý là thằng top 2 nó cầm M4A1 gold em ạ. Tức là một dòng được tiến hóa và có khả năng cận chiến. Nhưng mà mình vẫn đang top nhá. Thế là có lẽ là mình hơn đấy. Dòng này mình bắn hơn so với M4A1 gold. Ui, nó bắn chết hết. Ấy, em thấy không? Cái thời đại mà thẩm du nó đi qua xa, quá xa rồi. Đấy, anh em thấy là trong phòng nó đi săn giòm rất là đông. Mình xịt. Đi săn giòm cực kỳ là đông luôn. Nên là, đây là cái điều mình thấy rất là vui. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Bởi vì chúng nó săn thì chúng nó chắc chắn là đi săn cận chiến rồi. Anh em cứ... gọi là cứ hở đầu ra cái là phát mồm ngay đấy. Vậy thì mình với thằng top 2 nó gần nhau lắm này. Cách nhau có 30 điểm thôi. Đây là trận chiến giữa M451 Gold và M451 Bandit. Hiện tại thì mình vẫn chưa chắc là mình sẽ thắng đâu. Nên là anh em thử đoán xem. Ui ôi, thôi chết rồi, mình bấm nhầm anh em ơi. Thôi. Mà, nó đi cận chiến mình đấy, phải đến mình bấm nhầm đội nhỏ. Ui. Mà, nó lây nhiễm được rồi. Qua đây. Không được rồi, không được. Ôi, thằng nào bắn 3Z game vậy? Ây, cầm về, cầm về. Có bóng ma đang đuổi mình kìa. Ôi, cái này săn càng, cái map này săn càng não thật chứ. Ôi, headshot. Cái map nó nhiều kiểu, nhiều chướng này, nhiều vật cản này này. Nếu khi em rất là mình mất tầm nhìn. Ôi, đập chết kìa. Ô, cái chiến chết nữa kìa. Mình đừng một con bóng ma rồi. Ok, ui. Mình thấy là trong phòng khá là nhiều thằng cầm bá đết ấy. AK thì ít thôi, nhưng mà bá đết thì nhiều. Chứ tỏ là khá là thịnh hành đúng không? Đến tính giờ để bây giờ nó không phải ít người chơi đâu. Ít chạy đâu. Vậy sao đừng quên nhớ like của mình nhé. Chúc em có ngày cuối tuần vui vẻ. Hôm nay thì mình nghĩ như này là vui rồi. Cận chiến được như này là chúng ta có một buổi cuối tuần hoàn hảo. Ui. Ô, sao phát đây trượt ta? Nhìn như thế mà trượt chứ, vô lý thật. À đây, thằng top 2. M4 gold đấy. M4 gold. Ây da, nó đi cận chiến mình. Quá, wow, làm gì có chuyện đề cáo. À đây. Qua đây. Đúng rồi, qua đây. Qua đây này. Ô, mình cận chiến thằng top 2 rồi. Ngon, thế này đây là cái cơ hội mà mình bất phá để lấy top luôn này. Nhưng mà mình đang top mà, nhưng mà kiểu giữ khoảng cách ấy, giữ khoảng cách nó dài dài một tí. Đấy, hơi điểm đó rồi. Đây, cơ hội này. Thằng top 2 nó không thoát ra vào lại đâu. Chơi có vẻ là... Ok, một bạn. Chơi có vẻ là ấy hết, sóng phẳng rất phết. Frat play ấy. Ui, khủng chết luôn. Ôi mình vừa đấy mình cào vào đâu nó mất có 350 máu em ạ. Mình tưởng là một phát cào là 1000 đấy nhỉ. Hình như cào xuống chân đấy nhỉ. Bây giờ mình mới biết là khi mà cào xuống chân là nó mất có 300 máu thôi. Còn mà cào vào người bình thường là mất 1000 máu. Giờ mới biết đấy. Chết rồi. Ok. 777 điểm. Đáng quá. Một huyền thoại phải nói là rất là đáng chơi. Thật là một thời gian nó gọi là chơi đi nó quá là nhanh và quá là lâu rồi. Tuy nhiên là em ấy vẫn gọi là được sự tin cậy của nhiều em chuyên zombie. Mình không biết C4 nha, anh em có chơi không, nhưng mà chuyên zombie nhưng mà vẫn chơi.
Thế là đây này, chứ tao là nó cũng khỏe chứ. Đâu phải đùa. Giờ ở đây thì những cái dòng súng cổ thì rất là khó cạnh tranh. Bởi là những cái khẩu súng mới. Ở những khẩu súng mới thì nó sẽ tích hợp nhiều chức năng hơn, nó đẹp hơn các thứ nên là ok, không sao. Dù thời gian như thế nào thì nữa thì em ấy vẫn còn là huyền thoại rồi. À thôi, mình cố gắng chơi nốt đấy. Đã chơi sướng chứ thề, mình đang cận chiến rất là đã mấy cái trưởng ra. Sao mà thành đồ to. Ok, được được hai giải em ơi. À, rơi. Thằng bé có vẻ cuồng quá, sao phải rơi bố mất. Ui, à, phát tốt em. Chết rồi. Thôi chết rồi, nhanh lên, ôi, nhanh lên. À, chúng nó hồi sinh linh tinh quá. Ấy, bắn đấy này, nó đang cứ bắn đấy đấy. Đứng lại. Má, nó chặn. Khổ đấy chặn rong nhanh lắm, hay lắm. Úi trời ơi. Nhọng vắt được một đống thằng nó bầu rồi. Kìa. Má, thằng phát tôm này sao đuổi được. Mày. Ôi, tôi chết tôi rồi, nhanh lên em ơi. Thằng này có thẩm rũ nữa kìa. Nhưng mà thẩm rũ thì cũng có, nhưng mà nó ít thôi. Thời đại này kiểu mấy em tập chơi ấy. Tập chơi thì mới thẩm du, chứ còn hầu hết là toàn đi săn rồi mà. Mày, ok, hai thằng nữa. Phải nhanh lên em ơi. Phải nhanh không là tí nó heo heo nhường sau lắm. Đây, bắn đây. Ba đa ghe này. À! Đây! Anh em khôn ta! Mình cứ nghĩ là nó sẽ leo lên cái bậc trên cái thằng trên này này, nhưng mà ai dè nó lại quay ngược bên kia. Thôi xong rồi, 6 giây nữa thôi chứ không kịp rồi. Ôi nó còn thủ thẩm rũ này nữa gì. Ma mày thẩm thẩm rũ. mày đi đau đi chờ có. Ôi tóm nha em nha, nói chung là hy vọng em vẫn ũng hộ mình trong cái series vũ khí huyền thoại này. Nhớ like của mình nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình tiếp tục cái động lực. À thôi, bye bye bye. Tạm biệt anh em.